Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu chúng ta làm một cái model, một cái bộ loa JBL. Thì đây là một bài học cơ bản để giúp các bạn có thể model mọi vật trong không gian 3D mà chúng ta thích, nhất là hoạt hình 3D. Thế thì hôm nay tôi giới thiệu các bạn chúng ta phần làm model một chiếc loa đánh trong hội trường. Chúng ta làm sử dụng phần mềm là Cinema 4D cho âm thanh ánh sáng hội trường. Thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên thì tôi chọn hình chữ nhật Q. Đấy. Tiếp theo tôi cho dẹt đi một bộ phận bằng cách các bạn kích chuột cái này. Các bạn học Cinema 4D rồi các bạn sẽ dễ dàng làm. Bài này thì chúng ta tiếp tục là cho nhỏ, cho cao phần phần thân của loa lên. Đó. Cao phần loa lên. Ok. Rồi bây giờ các bạn tăng cho tôi phần segment lên 4 hoặc 6. 6. Các bạn hiện cho tôi cái phần setting Line. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây là một chiếc loa thùng. Rồi. Bây giờ phần tiếp theo chúng ta làm gì? Phần tiếp theo chúng tôi chọn một phần cylinder. Cylinder này để tôi đặt theo hướng Z để cho nó Z cộng. Đấy, để cho nó có thể nằm theo chiều ngang. Rồi bây giờ tôi cho lên trên. Bây giờ phần này tôi làm loa bát, tức là loa bát, các bạn chú ý nhá. Tôi sử dụng loa bát, tôi chọn scale, tôi chọn to lên. Đấy. Bạn kéo ra ngoài nhá, kéo ra phía ngoài. Rồi các bạn đặt cái này, các bạn đưa lên trên. Đấy. Rồi. Tiếp theo ta chọn scale, ta cho nhỏ lại. Chọn phần này, tôi đẩy ra. Ok chưa các bạn? Đấy, bộ loa của chúng ta tương đối là đẹp đúng không? Rồi bước phần tiếp theo tôi sẽ cho ra phía ngoài một chút. Tôi cho to lên một chút. Đó. Ok. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhé. Tôi sẽ đục rỗng cái lỗ này bằng cách là tôi chọn đối tượng có tên là bồn, bệnh bồn, sau đó tôi đẩy hai phần Q và Cylinder vào trong bồn. Đấy, cho này lên trước. Đó. Chúng ta nhìn thấy là loa đã được khoét một lỗ hose bên trong. Đó. Rồi tôi sẽ dạy hai bài, một bài tiếng Anh và một bài tiếng Việt. Sau khi xong cái này rồi thì tôi sẽ làm một bộ loa con. Đó, loa con đây. Loa con đây tôi cho nhỏ lại. Scale nhỏ lại. Đó, tôi cho này lên trên. Đẩy ra ngoài. Cho ok chưa nhỉ? Ok. Rồi. Sau đó bắt đầu tôi mới copy cái cylinder này. Rồi. Giữ control chúng ta đẩy ra đây. Đấy, tôi cho này đây. Ok. Phần tiếp theo tôi cho vào trong đó. Undo lại. Và tiếp theo là tôi cho keo mặt này.
Bây giờ tôi cho cái này ra ngoài đã. Tôi cho này ra ngoài. Tôi làm phần loa. Đó, loa của tôi đây. Tôi cho cái loa này nhỏ lên một chút. Ok. Bây giờ tôi sẽ chọn đây. Cái này tôi chọn tiếp là current state to object. Đấy, và tôi xóa này đi. Được cái này rồi nha, tôi xóa này đi. Delete. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chọn một vận cái tiếp nữa là cái bool. Rồi. Bây giờ tôi cho cube vào đây. Bool vào đây. Tôi đã đục được một cái lỗ. À, cái lỗ. Còn cái này bây giờ tôi cho nó vào. Khi cho vào rồi thì tôi mới chọn cái kêu này, tôi chọn state này. Đó. Và bây giờ tôi chọn mặt cho cái loa này. Ok. Các bạn chọn cho tôi là chọn mặt và các bạn chọn cho tôi là H2 inner. Ok. Đó, H2 inner nhé. Rồi, H2 inner nữa. Ok, ta kéo vào trong. Undo lại phần này. Đây chính là khối loa test. Ok các bạn, đúng không? Rồi. Phần tiếp theo tôi chọn tôi tạo màng loa. Loa bass dưới này. Loa bass chỗ này thì tôi chọn cylinder. Đó. Tôi tắt này. Bây giờ tôi ấn F3, F4. Đó. Tôi chọn là cylinder. Chọn scale. Chọn copy này. Với cái một này các bạn scale lần lần nữa. Cái này chúng ta chọn keo đây mà chúng ta chọn keo nữa. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chọn F1. Bây giờ chúng ta tiếp tục là các bạn chọn cho tôi phần nuts. Loss. Ok. Cho tất cả cái này đưa vào loss. Ta đưa lót ra ngoài. Ok.
chọn lót nhé các bạn, object chọn lót này, các bạn bỏ bỏ cap đi đó. Ok rồi, phần 2 số 2 đã đẩy vào trong cái vòng tròn thứ hai, bạn đẩy vào trong. Phần thứ ba các bạn kéo vào trong, phần hai thì kéo ra ngoài một chút. Ok nhá. Bây giờ chúng ta chọn View Display. Nhìn thấy mà. Phần này chúng ta chọn Scale. To lên một chút. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái ốc vít ở bốn góc này. Chúng ta chọn cho tôi cylinder. Chúng ta chọn cho tôi phần Z. Scale nhỏ. Bây giờ chúng ta chọn a dây. Chọn A đây. À đây xong rồi. Bây giờ các bạn chọn A đây và các bạn kéo nhỏ lại. Đó. Chúng ta chọn này. Các bạn quay cho tôi. Các bạn di chuyển cái này sang bên cạnh. Ta đẩy lên. Sau đó các bạn cho scale nhỏ lại một chút. Bạn cho tiếp được ra ngoài một chút.
Bây giờ chúng ta đã mua đồ xong một chiếc loa. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó chạy. Ta sẽ cho nó chạy phập phồng để chúng ta đánh nhạc. Đấy. Phần tiếp theo là tôi tạo cho nó một cái new material. Loa màu đen chúng ta thả vào loss nhé. Rồi chúng ta được cái loa màu đen. Tương tự như vậy thì phần này chúng ta cho rồi, bây giờ chúng ta chọn tiếp theo là chúng ta chọn phần text. Đây đây các bạn chọn cho tôi là JPL. Bây giờ chúng ta sẽ extrude. JPL đây. Ta sẽ tạo một OK. Phần tiếp theo là bây giờ tôi cho chiếc loa này chạy này. Tôi chọn cycle. Tôi ghi vào. Các bạn kéo trượt đến vị trí số này. Các bạn chỉ các bạn đi vào đến đây các bạn nhân số 24 các bạn lại
bạn lại đẩy ra như thế. Xong đến số bạn lại đẩy vào trong, bạn lại vào, rồi bây giờ chúng ta chạy. Đấy. Bây giờ tôi sẽ mở một đoạn nhạc lên. Tôi sẽ cho một đoạn nhạc lên download. Thank you.
Chào các bạn, tôi vừa hướng dẫn các bạn xong một mô hình về bộ loa âm thanh JBL gồm có một loa bass và một loa stretch phía trên. Các bạn có thể áp dụng cái bài này để chúng ta làm các mô hình học tập trong Cinema 4D. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ, và các bạn thấy hay thì subscribe cho tôi. Chào các bạn.